quả số nào. Chúng ta xem hai khán giả dự đoán có trúng thưởng được hay không. $1,250,000. Xin chúc mừng hai khán giả may mắn đã đoán chính xác. Và chúng tôi xin mời vị trí số 11, bạn Kim Ngân sẽ cho chúng ta xem ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay, cũng là tiền thưởng dành cho bạn Tiến sĩ. Thưa quý vị, ẩn số sau cùng của chương trình hôm nay đó là giá trị tương đương với tiền thưởng dành cho bạn Tiến sĩ 15,000,000 đồng. Yeah, chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút đầy vui tươi, hào hứng và đầy hồi hộp hấp dẫn cùng với chương trình Đi tìm ẩn số. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia đình đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào sáng Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.